Đây tôi sẽ giới thiệu về cái Google Meeting ở cái dạng máy của người học viên. Như vậy tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng trên điện thoại trước. Như vậy để mà các bạn có thể sử dụng trên điện thoại thì các bạn sẽ vào cái CH Play, nếu máy các bạn chưa cài thì các bạn vào CH Play và các bạn chọn ở đây là cài, tìm cho tôi chữ Meet. Rồi. Như vậy thì ở đây nó có cái phần Hangout Meet nè. Nếu mà máy nào cài rồi thì các bạn mở ra, nó sẽ bảo là mở. Còn máy này tôi cài rồi nhưng mà hiện nay nó đang có phiên bản mới thì nó yêu cầu cập nhật. Thì các bạn nếu mà máy nào chưa cài thì các bạn cài nhé. Còn máy cài rồi thì các bạn chọn mở ra. Đấy. Như vậy khi các bạn mở thì nó có yêu cầu một cái tài khoản đăng nhập. Đó, tài khoản email các bạn đăng nhập là nó nằm ở đây. Đấy, như vậy tôi có nhiều tài khoản thì giả sử tôi đang với cái tài khoản là T Quy Bình. Và ở đây phía dưới này nó có một cái yêu cầu là các bạn nhập mã cuộc họp. Như vậy giáo viên sẽ gửi cho các bạn một cái mã cuộc họp. Thì các bạn sẽ nhập cái mã cuộc họp vào đây. Tôi giả sử là tôi sẽ có một cái mã cuộc họp ở Zalo đi, tôi sẽ mở Zalo ra. Ví dụ như là có một giáo viên đã gửi cái mã cuộc họp thì tôi chỉ cần copy cái mã cuộc họp này và chúng ta quay trở lại cái ứng dụng của mình. Rồi dán cái mã cuộc họp này vô đây. Vậy khi tôi tham gia lúc này thì trên máy của mình sẽ có một cái là yêu cầu tham gia cuộc họp. Rồi đang đợi bên máy chủ giáo viên, người ta sẽ bấm OK. Thì các bạn đã được tham gia cuộc họp rồi đấy. Đấy, như vậy thì trên cái máy của mình các bạn sẽ thấy được là mình có những cái cửa sổ mà mình có thể dùng. Thứ nhất là hiện nay mình đang nhìn trên màn hình của mình nó có một cái bài là bài 1 tìm số gì đấy. Rồi mình thấy là đó là cái màn hình của giáo viên, người ta muốn cho mình thấy cái cửa sổ là người ta chiếu bảng á. Rồi máy của giáo viên người ta đang chiếu cái màn hình lớn. Rồi mình thì mình đang nhìn cái màn hình đứng. Máy giáo viên thì đang chiếu ngang cho nên mình có thể là xoay cái màn hình của điện thoại mình lại. Đấy, như vậy mình đã thấy được hết bảng. Đó, được chưa nào? Mình xoay màn hình lại thì mình thấy được hết bảng. Rồi. Quay trở lên. Nếu mà có một cái máy giáo viên nữa mình muốn được nhìn cái hình ảnh của giáo viên thì các bạn bấm vô kênh của giáo viên, các bạn sẽ nhìn thấy cái khuôn mặt của giáo viên đang giảng bài. Các bạn muốn nhìn bảng thì các bạn click chuột vào phần bảng. Rồi các bạn xoay ngang điện thoại lại thì các bạn sẽ thấy được cái bảng nó rõ hơn. Và trên màn hình của các bạn là có những người cùng tham gia với mình. Đó, đây. Trên nào. Mình sẽ chọn cái bạn, bạn tức là cái camera của chính máy mình. Còn đây là những người khác. Đó. Các bạn muốn xem cái camera của ai thì các bạn bấm vô cái camera của người đó. Và đây là mình đang chọn cái camera để mà chiếu cái bảng. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là mình xài cái phần Google Meet hay nào để mình học online với điện thoại cũng rất là đơn giản. Thì chúc các bạn thành công. Rồi ở trong này nó có một cái phần nữa là các bạn sẽ thấy cái micro. Nếu mà mình bật như thế này, bật micro thì mọi người sẽ nghe được cái giọng mình nói. Ví dụ giáo viên hỏi thì mình sẽ bật cái này lên và mình nói thì giáo viên sẽ nghe. Còn khi mà mình muốn thoát khỏi cái phòng học này thì mình bấm vô cái dấu điện thoại đỏ đỏ này thì các bạn sẽ thoát khỏi cái phòng học. Như vậy là bạn đã thoát khỏi phòng học rồi. Đấy.
thoát khỏi phòng học. Nếu như mà các bạn mới thoát ra thì các bạn có thể vô lại bằng cách là tham gia lại. Còn nếu mà các bạn đã tắt Google Meet rồi á, thì ngày hôm sau vô thì có thể là giáo viên sẽ sử dụng lại đúng cái mã này. Thì các bạn chỉ cần nhập lại cái mã này thôi. Còn nếu mà giáo viên đã thay đổi cái mã khác thì mình chỉ cần hỏi lại giáo viên là cái mã là gì thì mình cũng làm tương tự như vậy. Mình nhập mã vô đây. Đấy, các bạn nhập mã vô rồi các bạn tham gia lại. Tham gia cuộc họp lại. Lúc nãy là mình đã tham gia và giáo viên đã cho phép rồi. Cho nên là mình không có thấy nó yêu cầu tham gia nữa. Còn nếu như mà bạn tắt cái Hangout rồi thì lúc mà bạn vô lại nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập lại. Rồi như vậy là cái phần đó là hướng dẫn trên điện thoại.